Với các điện thoại Android cao cấp nhất, loạt iPhone mới của Apple vừa được giới thiệu trong một sự kiện của táo khuyết tại trụ sở Apple Park ở Cupertino, California, Mỹ. iPhone 11 mới là phiên bản thay thế người tiền nhiệm iPhone XR ra mắt năm ngoái, trong khi các mẫu iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max là người kế nhiệm cho iPhone XS và XS Max. Đúng như dự đoán, iPhone mới được nâng cấp từ các mẫu iPhone 2018, với sự tập trung đặc biệt vào camera. iPhone 11 camera kép với ống kính góc rộng so với camera trên iPhone XR ra mắt năm ngoái, iPhone 11 Pro và Pro Max với hệ thống camera 3 ống kính tele, góc rộng và siêu rộng, cả hai đều có chế độ chụp đêm, để cải thiện những bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng. Chip A13 cũng là một điểm nâng cấp mới mà Apple tuyên bố rằng cả CPU và GPU đều nhanh nhất trên các smartphone hiện nay. Face ID cũng được cải tiến cho phép nhận diện ở góc rộng hơn. Tất nhiên, các thông số kỹ thuật chưa thể nói lên tất cả, đặc biệt là với iPhone, do Apple luôn tối ưu hóa rất tốt giữa phần cứng và phần mềm, theo xu hướng làm được nhiều hơn mà không cần các nâng cấp quá khủng. Do đó, các chỉ số RAM hay thời lượng pin tuy không cao, nhưng cũng không nói lên toàn bộ khả năng hoạt động của iPhone trong các tác vụ mà người dùng sử dụng hàng ngày.